Xin chào các bác nhé. Hôm nay chia sẻ với các bác một cách tháo các cái đốt cần giáp khúc. Thì như các bác biết thì khi mà chúng ta sử dụng những cây cần giáp khúc như này, nhất là những cái dòng cần Nhật ấy, dòng hay câu cá giếc ấy. Đây là cái, đấy, ví dụ như các bác đây là cây giáp khúc nha. Đấy. Thì khi mà chúng ta thường là chúng ta đi câu xong thì gặp nhiều trường hợp mà nó dính nước thì nó mút quá, chúng ta rất là khó kéo lại cái đầu này ra. Đấy. Nhiều trường hợp anh em thử đủ cách các thứ mà vẫn không kéo được, xoay đủ các kiểu, nhiều người không cẩn thận nên chúng ta có thể là bị dập vỡ này. Thì hôm nay là chia sẻ với các bác một cách, cái là cách này thì là anh em tôi đã từng làm rồi, sử dụng trong trường hợp mà nó mút quá không làm được. Thì để làm thế này thì sẽ phải có hai người, mỗi người cầm một bên. Đấy, ví dụ cầm một bên và sẽ 1 2 3 bắt đầu sẽ rút. Đây ví dụ bác đây. Đấy. Ví dụ mà trong trường hợp mà nó chặt quá nhá thì là sẽ hai người sẽ cầm hai lóng này và sẽ khi mà bắt đầu rút thì chúng ta sẽ rút kéo lực thật đều. Ví dụ là 1 2 3 rút mạnh này ra. Đấy thì đảm bảo là nó chặt đến mấy là chúng ta cũng có thể tháo được, thay vì chúng ta cứ tìm mọi cách làm đủ cách như là hay xoáy ra xoáy này sau lấy đủ các lọ cái kia làm rất là khó. Thì đây là một cái mẹo để anh em hay câu cần giáp khúc để có kéo ra một cách dễ dàng. Đấy. Tôi xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video tiếp theo nha.